Hôm nay em xin giới thiệu với các bác cái Zulo thu cuốn dây, thu dây nhả dây điều khiển từ xa chạy điện 220 nhé. Hôm nay em sẽ có sản phẩm đi chạy điện 220 cho các bác ấy. Nhiều bác hỏi quan tâm đến cái vấn đề là Zulo chạy điện 220, hôm nay em sẽ có em lên cho các bác. Các bác có nhu cầu thì cứ alo cho em nhé. Bây giờ em cắm điện 220 này. Zulo của em thì thu dây nhả dây trên điều khiển này, bật tắt bơm thì điều khiển. Cái này là các bác kết hợp với hệ thống bơm áp. Vườn các bác có ruộng à, có vườn của bác có điện lưới hay điện 220 thì các bác dùng cái Zulo này kết hợp với lại cái bộ bơm áp của các bác nha. Đây là em cắm test vào cái motor bơm, vào một cái motor này các bác nhé. À, có ổ cắm kết hợp trên Zulo luôn, ra điện 220. Cái này các bác không phải bình ắc quy kia gì nữa. Bây giờ em bấm cái bật tắt bơm cho các bác chưa xem trước nhé. Cái chế độ thu dây nhả dây thì các bác xem nhiều những video của em rồi. Hôm nay em sẽ có Zulo kết hợp điện 220 bật tắt bơm thì điều khiển chung với Zulo này. Em sẽ bật bơm này. Bơm nó chạy. Em tắt bơm. Với bộ Zulo này các bác kết hợp với bộ bơm áp lực chạy điện 220 ở vườn các bác có ruộng có điện lưới này nhé. Các bác cắm vào điện lưới này. Bơm các bác cắm vào ổ bơm. Và ổ điện đây em để bên cạnh này. Mọi chức năng điều khiển thì bình thường như cái loại chạy điện 12V của em này. A là bật tắt bơm này. Nút B các bác bỏ, nút C nhả dây, nút D là thu dây. Chế độ thu dây nhả dây là trên Zulo thì em có tích hợp là vẫn có chế độ bấm bằng tay trên hộp này, các bác cũng tắt cái đèn đi này, thu dây này, nhả dây này, và có một công tác nhỏ ở đây thì để bật bật bơm nữa nhé. Đấy, bật bơm bơm chạy này. Tắt bơm. Các bác muốn chạy bằng điều khiển thì các bác bật cái đèn này lên nó sáng này. Đây là kết hợp mà bơm vẫn đang chạy nhé. Em sẽ bấm điều khiển bơm chạy này. Sau đó là em thu dây này. Đây là em cuốn tạm bằng cái dây ống ga này nhé. Em lôi dây áp ra thì nó mất nhiều thời gian. Bác vừa phun vừa thu dây, vừa ra dây được. Chạy điện lưới 220. Ví dụ như các bác không muốn phun nữa thì các bác ấn tắt bơm này. Bật bơm này, tắt bơm này, thu dây này, trên Zulo này thì em vẫn tích hợp chế độ quay tay trong cái trường hợp mất điện mà các bác ra dây này mà đang phun mà bị mất điện lưới này thì vẫn kéo cái cần này ra này mà dùng tay quay đây ạ. Lắp vào đây quay thu dây bình thường nhé. Đây là trong trường hợp xấu nhất là khi đang phun mà dây đang ra giải trên vườn mất điện, các bác vẫn có thể quay tay vào. Khi bác dùng điều khiển bác đẩy cái hộp cái cần này xem này, cần này gạt ra gạt vào. Ổ điện em tích hợp luôn trên Zulo cho các bác để cắm dây bơm ra này.
Bên em thì vẫn có luôn cả loại Zulu chạy điện 12V kết hợp với bơm 12V nhé, bơm full 12V. Hôm nay em lên thêm cho các bác vào cái vấn đề về chạy điện 220. Và máy xăng to bên em vẫn có, vẫn sản xuất nhé. Và cảm ơn các bác đã xem video này. Các bác liên hệ em qua số điện thoại 0986 296 172 ạ. Em ở Thái Bình nhé.